Ok anh em, hôm nay là lần đầu tiên tôi lấy Crystal hy sinh để mở World Boss, cho nên là tôi sẽ ưu tiên làm về Kang trước. Và có lẽ cái này cũng sẽ là hướng dẫn cách nó đi luôn, tại vì thằng này thực ra là đi nó không có quá là khó, cho nên là tôi sẽ làm clip hướng dẫn cụ thể luôn như mọi khi. Thì ở phase đầu tiên thằng này nó sẽ có 60 cột máu nha, 60 cột, và nó sẽ có các cái đòn như này. Nói chung là khá là dễ né và nó không có đánh không có quá là đau. Hầu như của nó cũng là các cái đòn đỏ như này, thì khi mà đánh á, nó cũng sẽ không có kiểu xuyên giáp, không có kiểu penetrate này nọ. Đó, chỉ có cái đòn đó thôi, đòn vừa rồi á, là nó có penetration thì là sẽ nguy hiểm. Có những đòn còn lại á, nó sẽ không có khó đánh nha. Đó, thấy không, rất là dễ né thôi, nó cứ quay xung quanh. Dễ hơn Ultron, dễ hơn Jin, dễ hơn Gore. Nó sẽ như kiểu nó dễ hơn cả Mephisto luôn ấy. Nó như kiểu là Gore thôi. Đó, rất là dễ né. Rồi, thì khi mà vào tôi sẽ dùng nó đánh một phát. Khi mà nó xuống đến 50 cột máu như thế này thì nó sẽ chuyển phase lần đầu tiên. Không phải chuyển phase mà là nó sẽ có hiệu ứng, là nó sẽ gọi bọn đệ này ra. Bọn đệ này thì sẽ bắn những cái chiêu màu tím đấy. Chiêu tím thì nó sẽ xuyên giáp này nọ, thì nó có thể là sẽ đau. Cho nên mọi người sẽ phải né. Nói chung là né cũng không khó, cũng chỉ quậy chạy như vừa rồi á là nó cũng đã thoát được rồi đúng không? Đấy. Thì tôi sẽ lao vào đập tiếp, đập như này. Sau đó nó vẫn cứ đi như vậy thôi, ném ném như vậy. Nó thấy không, đòn đánh của nó y xì như vậy hết. Bắn này, đập xuống này, tọa bắn tám hướng này, bắn tia này. Đó, bắn cục tròn tròn này, thấy không? Easy lắm, dễ lắm. Rồi, tiếp tục này, khi mà nó xuống đến 40 cột máu thì phải, nó sẽ chuyển sang, nó sẽ đưa mình sang một, à không, nó sẽ làm tròn này. Ok, tròn này thì là nó sẽ có những cái vòng tròn, nó thu nhỏ dần từ bên ngoài vào, nó sẽ nổ 1, 2, 3, 4 lần thì phải. Thì cái này, cửa thấp này thì đương nhiên là tôi sẽ đứng tôi thanh được nó, nhưng nếu cửa cao, mọi người, một là đổi người để mà con mình dùng xong á nó sẽ bị hy sinh và chết, thì cái con DPS chính của mình sẽ không có bị làm sao cả. Nếu mà mọi người muốn thì mọi người cũng có thể làm như này, đó là sau khi nó nổ như này tôi sẽ đổi người như này. Không, đổi người khi mà chạy ra nó sẽ thì con của mình nó sẽ có invincibility, màu kiểu màu nó xám xám như này này, thì nó cũng sẽ an toàn trong vòng vài giây. Thì đấy là cách thứ hai đó. Nói chung là nó chỉ có hai cách như vậy để mà né đòn đấy thôi, nói chung cũng không có quá là khó. Nó còn lại tiếp tục lại y xì như vừa rồi, đó là bắn bắn như thế, thấy không? Rồi khi mà tôi đánh tiếp xuống, đánh chết rồi. Đó, chơi tím như vậy rất là con nguy hiểm nha. Lại đi. Lại này, nó coi như là đi từ đầu lại luôn này. Hook này, nó bắn bình thường không có gì cả. Lần này tôi sẽ đi nhanh hơn một chút để tiết kiệm thời gian. 50 cột máu này, đó gọi đại ra thì chạy thôi. Không sao, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Đó, chạy thôi, không có gì khó quá đâu nhá. Rồi, 3 năm tiếp này. Xuống như này thì nó sẽ có. Thầy, từ từ xuống phase đã. Thằng này thì không khó đánh, và nó cũng đánh không có đau như bọn Go và Jin, nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Đó, đổi người này. Đó, thấy không, thấy không, tôi đổi người cùng lúc nó bắn như vậy là tôi sẽ không chết con nào cả. Thì những phase sau tôi có đủ nguyên ba con để mà dùng để hy sinh mạng cũng là ok luôn. Đó, tiếp tục nha. Đó, khi mà xuống đến 30 cột máu như thế này thì nó sẽ đưa mình sang một chiều không gian khác. Thì ở đây nó sẽ đưa mình sang một đến ba, có 3 chiều tổng cộng, thì nó sẽ đưa mình một trong ba cái chiều đấy theo một cách ngẫu nhiên. Bây giờ tôi sẽ thử xem là nó đưa mình đến đâu đây. Nó bùm phát như này đó, thế là tôi sẽ bay đến bùm đến đây. Ok, đây mỗi chỗ nó sẽ có một cái cách cơ chế khác nhau. Đây là một cái rất là vui của cái này, đó là nó vừa vui vừa như cứt, tại vì là đánh khá là khó chịu nhưng mà vui tại vì là nó khá là sáng tạo và mình có cái sự đa dạng khi mà chơi đúng không, thì nó cũng ok hơn một chút đó. Thì tôi sẽ ở phase này thì thằng Kang nó sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp lá chắn như thế này, và nó sẽ bơ tất cả đòn đánh của mình, và mình phải đánh cho cái đòn cái lá chắn này này nó giảm dần đi, đến khi nào mà nó rút về không thì nó sẽ đưa mình lại về cái chiều không gian cũ gốc của mình. Đó, ở cái phase này tức là ở coi như mình tôi gọi bừa là New York nha, thì là phase nó màu đỏ như này, thì nó sẽ có bốn thằng Kang đứng bốn phía bắn ra bốn cái đường tím này thu nhỏ lại, giống như kiểu là cái hồi mà mọi người chơi Scarlet Witch ạ.
Đó, đánh Scarlet Witch trong World Boss Ultimate đó, thì nó cũng sẽ thu nhỏ như vậy lại. Ai mà chơi Soul Knight hoặc là chơi Scarlet Witch thì sẽ biết đường né cái này, đó là đứng gọn vào thôi. Đó, như này, thấy không? Thì cái này đánh rất là đau nha, dính phát là chết luôn. Cho nên là bắt buộc là phải né đúng được cái này, đừng có mà để chết. Rồi, sau khi mà nó đóng như vậy lại xong, mình sẽ có một ít thời gian để đập thằng Khang ở đây. À, không, quên. Cái cờ này, ok. Sau khi đánh như vậy xong thì nó sẽ mở ra một cái được đỏ như này và nó sẽ có chỉ, nó sẽ cả hình tròn á, nhưng mà nó sẽ có mở một cái đường cái như cả miếng bánh này, một cái góc này, thì mọi người sẽ phải đứng vào cái khu vực đấy để mà né những cái đòn khác của nó ra. Ví dụ như này, nó sẽ bắn tia như này ra, đấy không, rất là đau luôn, cho nên là cũng rất là dễ chết nha. Đó, khúc tôi chết rồi. Sau đó nó sẽ lặp lại y xì như vậy, đó là lại có bốn thằng Khang thu vào đó, sau đó lại bắn tiếp như vừa rồi. Đó, đứng, tôi để đứng ở đây. Đó, thấy không? Như này sẽ an toàn, thấy chưa? Rồi, sau đó tôi sẽ có thời gian để đập thằng này và để mà nó giảm cái giáp này của nó xuống. Nhưng mà do là con này của tôi không có damage, cho nên là đây, giả sử này thì mất chết luôn. Đó, chết. Đó, đại loại là như vậy. Và cái phase này, như vậy là nó kết thúc rồi. Nó sẽ cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi nào mình xong thì thôi. Tôi nghĩ là sẽ khoảng từ 2 đến 3 lần, tức là mình đập được cái lá chắn này đi là nó sẽ dừng lại và nó sẽ mất khá là nhiều thời gian nha. Cho nên đây là cái phase mà nó sẽ dùng để câu giờ mình và để mà khi mà lên cao, hoặc khi mà cần gọi là làm những cái nhiệm vụ mà 100 giây á, sẽ rất là khó, tại vì là nó rất là mất thời gian đi những cái phase ở giữa đó. Bây giờ tôi sẽ tua tiếp đến phần tương tự như vừa rồi để xem nó dẫn tôi đến đâu tiếp. Ok, chuyển tiếp này. Xem dẫn mình đi đâu đây, anh em mình đi với nhau đến một nơi nào đấy. Ok, cái đây sẽ là cái chỗ địa hình giống như là ở World Boss Ultimate, nếu tôi nhớ không nhầm thì sẽ là ở Ebony Mall. Thì ở đây thằng này nó sẽ nhả các cái cục thiên thạch xuống từ trên trời rơi xuống, mỗi lần nó sẽ nhả 3 cục như thế này. Tôi sẽ tranh thủ đập một chút ở đây trước để nó mất ít giáp đi. Rồi bây giờ nó sẽ nhả đá này. Thì sau lúc này, sau khi nó nhả đá, chúng ta nó sẽ bắn tia kiểu laser đi, tia từ trường gì đấy vào người mình và bắt buộc mình sẽ phải đứng ở đằng sau viên đá đấy để né đòn đấy, để cái né đòn tia laser đó. Thì tôi khuyên các ông đó là chạy ở khoảng giữa màn hình như thế này, chứ đừng chạy ngoài rìa, tại vì khi mà đá này, thiên thạch này nó rơi ngoài rìa, nó đi theo mình mà, nó rơi ngoài rìa thì giả sử thằng Khang nó bắn hướng này thì chúng ta sẽ không thể đứng ở ngoài rìa đằng sau viên đá được nữa, thì khi đấy có thể sẽ bị bắn trúng, cho nên là sẽ phải đi đó, như vậy như này sẽ nguy hiểm này, nhưng mà kiểu phải dư thời gian như này lại đó, đấy không, thế bắn không đó, bắn bùm, à bắn cái kia rồi đó, đây này bắn này, bùm, thấy chưa, đứng đây bắn tiếp này, đó bắn như này, bùm, đó là xong. Bây giờ tôi sẽ lao vào đánh thằng Khang tiếp. Thì mỗi một lần như vậy, sau khi nó đánh cái cơ chế của nó xong thì nó sẽ dư cho mình độ vài giây để mà muốn làm gì nó thì làm. Và bắn tiếp này đó, 1 cục, 2 cục, 3 cục. Bắn 2 cục thôi à, ít này. Đó. Kể cả đứng ngoài cho nó câu thời gian cũng được, không cần nó bắn trúng cái kia cũng ok. Rồi tôi sẽ giết thằng Khang nốt. Như vậy là xong cái phase này đó. Sau khi mà cái cục, cái lá chắn của nó mất đi như vậy thì chúng ta sẽ quay về cái chiều không gian ban đầu. Đi gì vậy thôi. Rồi tiếp tục từ 30 cột máu xuống đến 20 với cả 10 cột gì đấy là nó cũng sẽ tương tự. Đến 20 cột là nó cũng sẽ như vậy, không có gì thay đổi hết. Bây giờ khi mà nó xuống đến 20 cột như này, Khang sẽ gọi ra một biến thể khác của mình, rất là phê. Đó, ai không, phê không? Không phê lắm nhỉ. Rồi, thì bây giờ cả hai thằng Khang sẽ tấn công mình cùng một lúc. Thì nói chung là vẫn, tôi cảm thấy là vẫn dễ né thôi, không có gì quá là khó đâu. Đó, nó đánh không có dồn dập lắm, cho nên là đánh cũng ok. Rồi, bây giờ đánh như này là sao? Đó, tập trung vào đánh thằng Khang của chính là được. Đâu rồi, Khang chính đâu rồi, đây, cho xin một phát này,
Rồi khi mà xuống đến 8 cột máu ở khoảng này, nó sẽ chuyển phase một lần nữa. Tí thì chết. Nó sẽ chuyển phase một lần nữa. Đó. Đây sẽ là phase cuối của nó. Nó sẽ tương tự như là phase cuối của Nu, tức là 7 cột cuối của Nu. Đó là nếu mà chúng ta không giết được Kang trong vòng một thời gian nhất định, nó sẽ giết cả team của mình luôn, giống như là Nu ở 7 cột cuối. Nếu chúng ta không giết được kịp nó trong lúc nó kiểu nó tụ đòn á, thì mình sẽ bị nó giết luôn. Đây, thì trong lúc Kang chính đang đứng kiểu Kamehameha mẹ lên siêu Saiya các thứ, thì thằng Kang phụ sẽ đứng ở ngoài làm con cave, con đệ bắn hộ thằng đấy. Nói chung là cũng không có gì. Chiêu này của nó cũng khá là hay, đó là bó hai cái cục gì đấy vào nhau, khá là trông nó khá là vui. Ngoài chiêu đấy ra thì không có gì quá là khó cả. Và bây giờ tôi sẽ xử lý thằng Kang cho nó đi về miền đất mẹ. Đó, thấy không? Easy lắm, không có gì khó cả, dễ mà. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tiếp để mà tìm đến cái phase 30 cột máu kia ở lần thứ 3, tại vì là mới show có hai cái thôi. Tuyệt vời. Chơi một lần nó chuyển về mình, chuyển tôi qua cái chỗ thứ 3 lần luôn. Tốt. Ok, ở đây thì là một cái phase cuối cùng. Đây là cái tôi ghét nhất luôn, tại vì là nó đánh rất là lâu. Rồi, nhiệm vụ vẫn là phải phá cái lá chắn của nó nha. Ở cái chỗ này nó sẽ gọi ra mấy con đệ ở bên nhỏ nhỏ như thế này, nó sẽ ở bốn góc màn hình. Đó, và khi chơi chúng ta sẽ phải vừa né Kang, vừa đập mấy cái con này ra. Khi mà đập xong thì mình sẽ được phép đánh Kang để mà nó giảm cái giáp của nó đi. Sau đó nó lại gọi đệ tiếp như này, đó, góc này. Thấy không? Đứng ở góc thôi, khá là dễ. Rồi con góc con này thì có vẻ đánh khá là dễ, tại vì là vừa xong là một trong những thằng mẹ striker của tôi bay ra đánh, nó đã giết xử được con đệ rồi thì nó cũng ok. Đó, xong. Rồi. Nhưng mà tổng cộng nó sẽ gọi đến 3 lần cơ, cho nên là rất là mất thời gian, thấy không? Rất là lâu luôn. Rất là mất thời gian của người chơi. Đó, xong, như vậy là xong phase tiếp theo. Bây giờ lại quay về tấn công Kang ở nhà cũ của nó. Bây giờ tôi sẽ đi một trận full lại cho mọi người xem cái quá trình đánh, và nói qua lại coi như là ôn lại bài những cái gì tôi đã nói. Và ở nửa sau tôi sẽ nói qua một chút về điểm mạnh, điểm yếu, cách chơi và xếp team như nào, yêu cầu ra sao. Ok. Rồi trận này sẽ dùng Sharon để kiểu đi qua cho nhanh nhá. Nhớ nó có 60 cột, 10 cột đầu nó sẽ đánh rất dễ, la vào đánh thôi. Như này là xong. Bùm, 10 cột, gọi đệ. Đứng im một chỗ như này. Sorry. Ok, nãy vừa dính gió cho nên là bị chết. Lại này. Rồi, 10 cột này, gọi đệ này. Né cái gió ra. Đó, ok, mời cô tiếp theo. Lại y xì như thế, không có gì khoai cả hả. Đương nhiên là nick tôi đang ở trình độ cao cho nên là trông nó sẽ dễ, nhưng mà người khác chơi thì nó cũng sẽ được thôi. Rồi, 30 cột này, đổi chỗ đúng không? Mình sang bên kia. Nói chung cơ chế thằng này đánh á, khá là dễ. Đây sẽ là màu đỏ, ok, màu đỏ thì sẽ là chỗ nó thu nhỏ cái hình vuông lại thôi. Đó, bốn thằng này, cái này khá là khó né nha, cho người nào không quen nha, cho nên là sẽ phải tập một chút. Ok, bây giờ tôi sẽ hấp diêm thằng này. Chạy, ok, đứng đây. Đó, vừa tranh thủ hấp được một chút, đứng đây. Ok, khi mà nó tấn công như này, chúng ta có thể đứng ở cái chỗ góc khuất này và tấn công thêm được một phát nữa, khá là ok. Tốt. Đó, nếu như vậy thôi, nói chung phải tập chơi thôi, chứ tôi cũng không biết chỉ như nào để đi được cái đấy cả. Ai không biết chơi thì về chơi show này. Rush to Purity, chết rồi. Mang tiếng làm clip hướng dẫn mà cứ bị chết như vậy, nhục ghê cơ. Không sao, chơi lại này. Mời cô đầu này, làm lại càng nhiều thì càng dễ hình dung đúng không? Càng dễ theo. Mời cô đầu này, đệ này. Không có gì này, mời tiếp theo này. Chỗ này sẽ bắn cái kia này. Tôi sẽ mở chiêu chia 4 của con này lên, tại vì là nó có hồi máu. Đó, ok.
30 cột này sẽ đổi chỗ này. Nhạc cháy phết. À lại chỗ này tiếp, tiên sư. Cái tôi phải nhớ là không không đánh sau khi nó bắn cái này, tại vì tôi cứ bị lao vào đánh nó luôn, không quên mất là nó có một cái khoảng thời gian mà nó bắn cái kia, bắn cái hình quả cầu nữa. Đây chỗ này. Được hai lần, ok tốt. Yes. Bắn tiếp này. Đó, thu về đây. À, có vẻ như nha, tôi cũng không có rõ lắm, nhưng có vẻ như mỗi một lần đánh nó sẽ random là thu về một trong bốn góc. Thu về góc này, góc này, góc dưới hoặc góc dưới. Cho nên là mọi người sẽ đi về cái góc, một góc nào đấy nó đi theo là được. Ok, khá là dễ, không có khó lắm. Đâu, quên, chỗ này lại phải đổi người. Đó, tí thì chết nhá, toàn quên thôi. Quên tay la vào đánh người ta. Ok, xong rồi. Đó, như vậy là xong. Ơ, what the hell? Lỗi à? Con khỉ này. Hả? Là sao? Lag rồi. Con... Ok, để tôi chơi lại vậy. Ok, xong, mãi mới xong một cái phase này. Sorry anh em nhé, đi bị dở hơi một chút. Rồi, 30 cột tiếp theo, từ 30 đến 20 cột máu, nó cũng sẽ đánh y xì như những cái cột đợt trước thôi. Đó là đánh như thế này. Đó, rất là dễ né. Rồi, ở 20 cột này, gọi đệ ra, gọi bản thể ra. Đó, đánh cũng y xì như vậy, chỉ là nhân đôi thôi. Không nhân 2 vẫn là không, cho nên là không phải lo gì hết. Đó, xuống 8 cột máu này thì nó sẽ lên cơn cuối cùng. Khá là hay, tại vì là khi nó mở các cái cổng không gian đấy ra thì nó cũng là các cái hình ảnh khác nhau ở đằng sau á, khá là ok. Đó, ở 7 cột cuối này thì phải giết trước khi mà nó, 8 cột cuối phải giết trước khi mà nó nổ là xong. Rồi, nói qua về độ khó này nọ của nó thì thằng này để mà đánh nó hoặc là sống sót qua nó không có khó như vậy. Tức là để mà sống sót thì khi mà so với Jin hay là Go thì hai con này khó hơn rất là nhiều. Ultron cũng có vẻ là khó hơn luôn. Thằng này rất là dễ né, rất là dễ chạy, và các cái cơ chế của nó cũng rất là dễ để mà học và làm theo. Tôi đi có hai lần thôi là tôi đã quen hết rồi. Chứ như kiểu Jin là những sang cái phase cuối cùng của nó bắn liên tục, rất là khó né. Go cũng vậy, ở phase cuối của nó gọi rất là nhiều đệ ra bắn kín màn hình luôn, rất là khó né. Thằng này thì nó không bị như vậy, cho nên là rất là ok. Về khoản phòng thủ thì mình không phải lo. Tấn công thì thằng này cũng rất là trâu, cho nên là đương nhiên là sẽ phải cần những con khỏe. Lát nữa tôi sẽ nói qua về cái đấy kỹ hơn. Rồi, còn về khoản damage của mình không phải. À, về khoản nó đánh mình á, thì thằng này đánh cũng đau nha. Có vẻ không đau bằng Jin đâu, nhưng mà tôi thấy nó đánh cũng đau. Cũng đau, nhưng mà miễn là mình kiểu quen iframe, quen chạy nhảy xung quanh á, là cũng ok. Tại vì là nó không có cái nhiều các cái chiêu tím, không có nhiều penetration với cả pierce này nọ, cho nên là cũng né cũng dễ hơn. Đó, ok. Còn về khoản sức mạnh để mà cần đánh thằng này, thì lúc nãy tôi xem stream của ông Cynic Alex, thì ông đấy có cầm lại bộ card 0%, không pierce của ông ấy nhá, card không pierce nha. Và ông cầm một con tier 4, tức là ông cầm Backbone và ông cầm Sharon thì dùng Mighty Energy hay là Energy gì đấy. Còn Backbone của ông thì dùng Rage, và ông đi qua khá là dễ dàng. Tier 4 nha. Đó. Còn bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người xem là ở cửa 1 tôi cầm một con tier 3 level 70, xem là liệu nó có đi được không. Tôi sẽ cầm thằng thôi. Mai thì hơi lộ. Để tôi thử cầm thằng Green Goblin này xem sao. Green Goblin của tôi nhá, dùng crit damage 160 proc, rất là cùi. Đồ đạc của nó rất là ít luôn. Nó rất là cùi, không có một cái khỉ gió gì hết nhá. Không biết đi được không nữa, tôi sẽ thử xem sao. Để xem sao. Ok. Đương nhiên là tôi đang dùng một bộ card 25% pierce này nọ, nhưng mà nếu một con tier 3 này nọ đi được thì cũng không phải là quá là khó, đúng không? Đó, cũng như này á, nhìn như này á, là biết là sẽ đi được rồi đấy. Không bóc luôn, vãi trưởng.
Đó, đi được luôn đúng không? Khoan, hình như con Shift này support của nó lên hero thì phải chứ không có được, thằng này không có được support. Tức là tôi đang bị thọt một cái support nha. Đây đang dùng lead của nó, support của nó và Taskmaster chứ không hề có support từ Shift nha. Không proc luôn, vãi trưởng. Quên nữa, đó là cái điểm khó của thằng này á, không phải là của thằng Khang á, không phải là liệu có đi được nó không, liệu có đánh được nó không hay là có biết chết không, mà là nó chuyển phase rất là nhiều và nó chuyển phase rất là nhiều, đại loại là vậy. Cho nên là sẽ rất là tốn thời gian để qua lại giữa các phase, nhất là cái phase ở giữa của nó sẽ rất là tốn thời gian. Cho nên là sẽ rất là khoai khi mà chơi những cái cửa cao hơn, tại vì là nó sẽ mất thời gian. Đó. Nếu mà mình có một con nào đấy kiểu rất là kiểu sấp mặt lờ lao vào đánh khỏe thì sẽ bù lại được cái thời gian đấy. Nhưng mà để mà nói thằng này đi được nhanh á thì sẽ không có chuyện đi nhanh được đâu. Đó, tức là tất cả lần này nó sẽ đưa về một góc chứ nó không có khó lắm đâu nhá. Cái nhớ phải né cái đường tròn của nó ra đây. Ê mẹ, cái chỗ hại của nó bay mẹ về phía trước. Ok, xong phase tiếp theo này. Khá là dễ đúng không? Và nãy giờ tôi xịt bóc khá là nhiều lần luôn đó, tại vì là thằng Green Goblin này hơi khó bóc một chút. Bình thường thì mọi người hay lắp cái Baby Rage cho nó với cả Fire Damage, Crit Rate này nọ. Nhưng mà thằng này là tôi lắp proc vẫn hoàn toàn đi được luôn và tôi không có một cái đồ đạc gì hết. Giờ hơi sợ chết một chút. Cái gì đấy? Cái này mới. Khoan. Cái này tôi chưa gặp bao giờ. Ok, cái này mới. Khi mà nó ném kiếm ra, nếu mà bị ném kiếm ném trúng thì sẽ bị đứng im ở đây. Ok. Không đau lắm, không sao. Lát vãi nhỉ. Ok, tiếp theo. Khéo không kịp được chứ, tại vì là hết thời gian rồi này. Nhây 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 nhiều. Chết rồi. Khả năng là sẽ không đi được. Ok, nhưng mà lát nữa khi ngày mai ngày kia khi mà tôi mang thằng Miles vào đây, spoiler một chút là nó sẽ đi được cửa này. Và hiện tại là cũng là tôi không có quen chơi thằng Green Goblin này rồi đủ các kiểu cho nên là có thua. Nhưng mà cửa này dùng tier 3 đi được nha. Giờ tôi có cầm con này vào thì đi easy luôn nhưng nó là level 80 rồi. Nhưng mà ở level 70 tier 3 này nọ như này là chúng nó hoàn toàn có thể đi được cái mốt này. Ngày mai tôi sẽ cho các ông xem. Ok, thì ai có ý kiến gì hoặc là thêm tip gì đây có thể comment để tôi cho lên phần bình luận. Thank you, bye bye.